Thưa quý vị, nằm trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được triển khai từ trung tuần tháng 11. Từ ngày 9 đến 10 tháng 12, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 14 tuổi có bệnh lý nền và tiêm vét cho trẻ từ 15 đến dưới 17 tuổi toàn tỉnh. Đợt tiêm chủng này tổ chức tại hai điểm, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu và do Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu phụ trách. Triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em lại là trẻ em có bệnh lý trong bối cảnh một số tỉnh thành ghi nhận rải rác các trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm, nhưng tại điểm tiêm do Bệnh viện Bà Rịa đảm trách, điểm tiêm có số trẻ đến tiêm đông nhất với hơn 1.300 em. Phụ huynh học sinh đều tin tưởng an tâm khi đưa con đi tiêm chủng. Cùng con ngồi chờ theo dõi sau tiêm chủng phòng COVID-19, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở thị xã Phú Mỹ hoàn toàn yên tâm khi con được tiêm vaccine. Từ khi Bà Rịa Vũng Tàu triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, chị Nhàn thường xuyên theo dõi những thông tin liên quan. Con chị không may mang những khiếm khuyết, thể trạng rất yếu, nên chị Nhàn tin rằng tiêm vaccine giúp con phòng COVID-19 tốt hơn. Được chích cho bé thì nhà ai cũng vui chứ chị. Mừng, bởi vì không phải bé không được đi ra ngoài, mà nhiều khi ba mẹ, anh chị em đi ra ngoài còn về tiếp xúc với bé. Con trai chị Nguyễn Thị Mai Linh ở thị xã Phú Mỹ có bệnh hen suyễn nên được nhà trường chuyển sang danh sách tiêm phòng COVID-19 đợt dành cho trẻ có bệnh lý nền tại điểm tiêm Bệnh viện Bà Rịa. Hai mẹ con đến điểm tiêm rất sớm, có chút lo lắng. Tuy nhiên, chị Linh vẫn quyết định đưa con đi tiêm vì tin tưởng phòng bệnh của vaccine và đội ngũ y bác sĩ tại điểm tiêm chủng. Khi đưa con đi tiêm thì em cũng hồi hộp. Tại vì nhiều đợt thì cũng có phản vệ sau khi tiêm, phản ứng mình cũng sợ, nhưng mà giờ mình đang sống chung với dịch thì giờ cần thiết nhất là mình bảo vệ cho con là phải tiêm vaccine ngừa cái khỏi lây lan ra cộng đồng. Đợt tiêm chủng phòng COVID cho trẻ em từ 12 đến 14 tuổi có bệnh lý nền và tiêm vét cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi do Bệnh viện Bà Rịa đảm trách có hơn 1.300 trẻ. Phần lớn các em có bệnh hen suyễn, dị ứng, tim mạch, thận. Tiêm chủng cho đối tượng nguy cơ cao, mọi chuẩn bị càng được Bệnh viện Bà Rịa thực hiện chu đáo, từ khám sàng lọc đến theo dõi sau tiêm. Bệnh viện đã bố trí 50 nhân lực, trong đó có 8 bác sĩ thuộc các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, tim mạch, hô hấp tham gia tiêm chủng. Phương tiện, thiết bị, thuốc men phục vụ cấp cứu phản ứng sau tiêm cũng được Bệnh viện Bà Rịa bố trí đầy đủ. Những bé này thì ít nhiều bé có những cái bệnh lý nền, có thể là bị hen phế quản hoặc là những bệnh lý bẩm sinh. Một số bé thì có bệnh lý tim bẩm sinh nè, rồi là những bệnh lý ác tính nữa. Thì thực ra trong cái quá trình khám thì chắc chắn một điều là sẽ phải sàng lọc kỹ hơn những đối tượng em bé này. Sau khi được các bác sĩ khám sàng lọc kỹ lưỡng thì sau khi tiêm xong các bé sẽ được theo dõi sau tiêm rất là kỹ. Ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau các bé mới được rời khỏi cái nơi tiêm nếu như mà không có bất kỳ những cái phản ứng gì xảy ra. Công tác bảo quản về những đề vaccine là một vấn đề mà theo cái quy trình rất là nghiêm ngặt, và cái độ lạnh cứ ở cái kho, và chúng tôi khi mà lãnh đi đưa đi tới chỗ nơi bàn chích cũng đảm bảo là từ 28 độ theo đúng theo cái quy định của Bộ Y tế, và cái thời gian của vaccine còn trong thời gian sử dụng thì mới được sử dụng theo quy định của Bộ Y tế. Theo thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa, đến cuối giờ tiêm ngày 10 tháng 12, đã có hơn 1.200 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong số này, chỉ ghi nhận một trường hợp có phản ứng sau tiêm, được các bác sĩ kiểm tra, truyền dịch, sinh hiệu ổn định. Trường hợp đã được chuyển về Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục theo dõi.